thưa quý vị sau đây là phần tin á châu tỷ phú elon musk của hoa kỳ bất ngờ đến thăm trung cộng và gặp gỡ thủ tướng của trung cộng là ông lý cường trong chuyến viếng thăm bất ngờ đến trung cộng tỷ phú ngành công nghệ kiêm tổng giám đốc của tesla đó là ông elon musk đã gặp gỡ thủ tướng của trung cộng là ông lý cường tại bắc kinh theo hãng thông tấn afp đây là chuyến viếng thăm thứ nhì đến bắc kinh của tỷ phú elon musk trong chưa đầy một năm Trung Cộng hiện nay là thị trường lớn nhất thế giới về xe hơi chạy bằng điện. Ông Elon Musk đã xin phép chính phủ Trung Cộng cho phép đưa công nghệ tự lái áp dụng vào thị trường của Trung Cộng, đồng thời chuyển các dữ liệu của người sử dụng về Hoa Kỳ để công ty Tesla có thể thu thập và phục vụ cho công nghệ này. Đài truyền hình CCTV của Trung Cộng đưa tin về cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Trung Cộng Long Lý Cường và tỷ phú Elon Musk. Trong đó, ông Lý Cường hứa hẹn rằng Quốc gia này sẽ cố gắng hơn nữa để trợ giúp cho các công ty nước ngoài hoạt động thương mại tại Trung Cộng. Ông Lý Cường khẳng định, Trung Cộng sẽ cung cấp môi trường làm ăn tốt hơn cho các công ty nước ngoài và tạo điều kiện cho nước ngoài đầu tư vào Trung Cộng. Về phần mình, tỷ phú Elon Musk lên tiếng khen ngợi đội ngũ nhân viên của Trung Cộng đang làm việc tại nhà máy Tesla Gigafactory ở Thượng Hải. Trước đó trong ngày, tỷ phú Hoa Kỳ này đã gặp gỡ ông Nhậm Hồng Bân, là người đứng đầu Hội đồng Trung Cộng về lĩnh vực thương mại quốc tế để thảo luận tới những hướng đi hợp tác tương lai và những chủ đề khác. Campuchia nói kênh đào Phù Nam Teco lợi cho toàn dân. Phát biểu tại Phnom Penh, ông Hun Manet khẳng định cam kết thúc đẩy tầm nhìn của cha mình, cựu Thủ tướng Hun Sen, nhằm hiện thực hóa kênh đào Phù Nam Teco. Samdech Techo Hun Sen tuyên bố rằng dự án kênh đào Phù Nam Techo không chỉ vì lợi ích của gia đình Hun mà còn nhằm mục đích nâng cao phúc lợi của tất cả người dân Campuchia. Gia đình Hun chỉ đơn giản là một trong những người góp phần tạo nên thành công cho tầm nhìn này. Tờ Khmer Times dẫn lời ông Hun Manet, Thủ tướng Campuchia tuyên bố không có gì có thể ngăn cản việc xây dựng dự án kênh đào Phù Nam Techo đã được Campuchia nghiên cứu kỹ lưỡng trong khoảng 26 tháng. Nhắc đến những chỉ trích của thủ lĩnh phe đối lập Sam Renzi ông hun manet đặt câu hỏi về động cơ phản đối và kêu gọi ông Renzi ưu tiên lợi ích quốc gia ngoài ra ông hun manet thông báo chính phủ campuchia sẽ không tổ chức bất cứ hoạt động gây quỹ nào cho dự án kênh đào phù nam techco nên sẽ không có ai có cơ hội lấy tiền của người dân theo nhà lãnh đạo Campuchia, chính phủ nước này không cần tiền từ người dân, cũng không có nguồn vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài và sẽ dành ngân sách để xây dựng kênh đào Phù Nam Teco. Dự án kênh đào Phù Nam Tekko trị giá 1,7 tỷ Mỹ Kim nhằm tạo ra tuyến đường thủy có chiều dài 180 km, kết nối thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Khandao, Takeo, Kampot, Kep với biển. Tại Việt Nam, nhiều chuyên gia về môi trường tham dự một cuộc họp tham vấn do Việt Nam tài trợ đã gợi ý rằng Hà Nội nên yêu cầu Phnom Penh trì hoãn dự án kênh đào này để tiếp tục các cuộc thảo luận. Gợi ý được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam có những lo ngại về những tác động môi trường và kinh tế của dự án. Vấn tin đến từ Cambodia, các giới chức của Cambodia bồi thường 20.000 Mỹ Kim cho gia đình của mỗi binh sĩ bị thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn ở căn cứ của tỉnh Kampong -Spil. Thủ tướng Campuchia là ông Hun Manet cho hay chính phủ sẽ chịu toàn bộ các chi phí tổ chức tang lễ cho các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ nổ nói trên. Gia đình của mỗi tử sĩ của Campuchia sẽ nhận được tiền bồi thường là 20.000 Mỹ Kim và mỗi binh sĩ bị thương sẽ nhận được sự trợ giúp gần 5.000 Mỹ Kim. Vụ nổ xảy ra tại Tổng kho Kỹ thuật Quân sự thuộc quân khu 3 của Campuchia. Trong số 20 nạn nhân bị thiệt mạng, có 5 sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh tỉnh Kampong và 15 sĩ quan từ tỉnh Cô Con lân cận. Tai nạn đã phá hủy hoàn toàn 4 công trình, trong đó có 3 kho đạn, làm hư hại một chung cư, một tòa nhà văn phòng của Bộ Tư lệnh tỉnh Kampong và 25 căn nhà gần đó. Chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ kho đạn nói trên. Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích luật chống đồng tính luyến ái mới của Iraq, Quốc hội Iraq đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù, một hành động bị những người ủng hộ nhân quyền lên án là cuộc tấn công mới nhất nhằm vào cộng đồng LGBTQ+ ở nước này. Mỹ lên tiếng phản đối cho rằng đạo luật được Quốc hội Iraq thông qua như thế này đã hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới, là mối đe dọa đối với nhân quyền và tự do, đồng thời sẽ làm suy yếu khả năng đa dạng hóa nền kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài của Iraq bản sửa đổi này đe dọa những người có nguy cơ cao nhất trong xã hội iraq nó có thể được sử dụng để cản trở quyền tự do ngôn luận và biểu đạt cũng như ngăn cản hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trên khắp iraq một tuyên bố của bộ ngoại giao mỹ đưa ra cho biết Luật này được hậu thuẫn chủ yếu bởi các đảng Hồi giáo Shiite bảo thủ, những đảng tạo thành liên minh lớn nhất trong quốc hội, chủ yếu là người Hồi giáo ở Iraq. Luật chống mại dâm và đồng tính luyến ái cấm quan hệ đồng giới với mức án ít nhất là 10 năm tù và tối đa là 15 năm tù, đồng thời quy định ít nhất 7 năm tù đối với bất kỳ ai khuyến khích đồng tính luyến ái hoặc mại dâm. Nó cũng áp dụng mức phạt tù từ 1 đến 3 năm đối với bất kỳ ai thay đổi giới tính sinh học hoặc cố ý ăn mặc theo phong cách nữ tính. Dự luật ban đầu bao gồm hình phạt tử hình đối với các hành vi đồng giới nhưng đã được sửa đổi trước khi được thông qua sau sự phản đối mạnh mẽ của Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu. Vâng, tiếp theo phần tin Á Châu, cuộc bầu cử vòng thứ nhì tại Iran dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 5 tới đây tại 22 khu vực bầu cử trên toàn quốc, nơi mà các ứng cử viên đã không nhận được đa số tuyệt đối số phiếu ủng hộ trong vòng đầu tiên vào ngày 1 tháng 3. Phát ngôn viên của cơ quan bầu cử của Iran là ông Mohsen Eslami cho biết như sau, tổng cộng có 90 ứng cử viên sẽ cạnh tranh 45 chiếc ghế còn lại trong tổng số 290 chiếc ghế của Quốc hội Iran trong cuộc bầu cử vòng thứ nhì dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tây tháng 5. Ông lưu ý rằng cuộc bầu cử vòng thứ nhì sắp tới sẽ được tổ chức bằng máy bỏ phiếu điện tử ở 22 quận hạt trên 15 tỉnh thành, bao gồm ở cả thủ đô Tehran, nơi có 32 ứng cử viên sẽ ra tranh cử với nhau. Ông Islami cho biết thêm sẽ không có phiếu bầu bằng giấy tại các trạm bỏ phiếu điện tử và kết quả bầu phiếu điện tử sẽ có ngay lập tức. Kết quả bỏ phiếu lần này sẽ là căn cứ để hướng tới việc bỏ phiếu điện tử trên toàn quốc trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra vào năm tới. Tại Iran, các ứng cử viên chạy đua vào quốc hội và hội đồng chuyên gia đều phải được hội đồng giám hộ xem xét lựa chọn. Hội đồng này là cơ quan gồm có 12 vị giáo sĩ và luật gia hồi giáo do giáo chủ tối cao là Ali Khamenei bổ nhiệm. Quốc hội của Iran là cơ quan lập pháp đơn viện có trách nhiệm soạn thảo luật, rồi phê chuẩn các điều ước của quốc tế và phê duyệt ngân sách hàng năm cũng như một số vấn đề khác của quốc gia này. Trong khi đó, hội đồng chuyên gia là cơ quan quan trọng có chức năng giám sát, bổ nhiệm cũng như bãi nhiệm các nhà lãnh đạo. Mỹ và Saudi Arabia gần hoàn tất thỏa thuận về bình thường hóa quan hệ với Israel. Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan ngày 29 tháng 4 tuyên bố thỏa thuận an ninh giữa Riyadh và Washington về bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Israel đã gần hoàn tất. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng ngày cũng xác nhận như trên khi phát biểu trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế thế giới WEF tại Riyadh thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa saudi arabia và israel là kế hoạch có sự tham gia của mỹ trong đó washington cam kết hợp tác với riyadh về quốc phòng an ninh và nguyên tử để đối lấy việc bình thường hóa quan hệ các nước Ả Rập và Washington cũng thúc đẩy Israel đồng ý với lộ trình về nhà nước Palestine, điều mà thủ tướng Netanyahu đã nhiều lần từ chối. Diễn đàn kinh tế thế giới tại Riyadh cũng là dịp để Mỹ cùng các nước Ả Rập và một số nước châu Âu cùng thảo luận về việc châu Âu có thể đóng góp gì trong nỗ lực tái thiết hậu xung đột ở Gaza một nhóm nước châu Âu trong đó có Na Uy có kế hoạch công nhận nhà nước Palestine cùng với việc trình lên Liên Hiệp Quốc kế hoạch hòa bình do các nước Ả Rập hậu thuẫn. Về phần mình, Mỹ cũng không muốn Israel tái chiếm đóng giải Gaza hậu xung đột, thay vào đó hướng tới thể chế quản lý giải đất này là nhà nước Palestine có sự ủng hộ của các nước Ả Rập.